Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao có độ dốc lớn, địa hình chia cắt, có nhiều sông suối nhỏ, các ngầm tràn, huyện Đà Bắc thường phải đối mặt với thiên tai trượt sạt. Do vậy, việc tăng cường cảnh báo đi qua ngầm tràn, cảnh báo sạt lở, nhất là sau những đợt mưa bão, cần được các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là ngầm tràn suối Láo, xã Cao Sơn và ngầm trầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc. Hai ngầm tràn này đều thuộc đường tỉnh 433. Do ngầm kết hợp với đường giao thông nên hàng ngày lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Theo chính quyền địa phương, hai ngầm này thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa. Trong cơn bão số 3 vừa qua, hai ngầm tràn này bị ngập sâu trong nước. Phải mất rất nhiều giờ với sự nỗ lực khắc phục của Sở Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương mới có thể đi qua được. Nếu người dân chủ quan không lường trước được sự nguy hiểm của dòng nước, cố gắng vượt ngầm tràn trong thời điểm mưa to, nước xiết sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra, trên tuyến đường tỉnh 433 đoạn qua huyện Đà Bắc có rất nhiều điểm bị sạt lở. Tôi thì cũng thường xuyên đi qua cái tuyến đường này và ngày nào cũng đi qua. Nhưng khi nào mưa xuống rất là đất đá cũng như là sạt lở ta luy rất là lớn nên là cũng rất là nguy hiểm. Đấy, là tôi theo khuyến cáo của chính quyền địa phương trong thời gian này mưa lũ này chúng ta không nên ra khỏi nhà. Và đặc biệt khu vực nào nguy hiểm và có ta luy cao đằng sau nhà chúng ta cũng cố gắng là trú tránh, tìm nơi trú tránh an toàn. Tuyến đường 433 từ thành phố Hòa Bình đến xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc dài khoảng 90 km đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, giúp thúc đẩy giao thương. Tuy nhiên do độ dốc lớn, địa hình chia cắt nên mỗi khi mưa bão thường bị sạt lở. Chỉ tính riêng cơn bão số 3 vừa qua, đoạn từ thành phố Hòa Bình qua địa phận xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc đã có 3 điểm bị sạt lở. Đoạn qua xã Tân Minh có khoảng 40 điểm sạt lở lớn nhỏ. Một số đoạn sạt lở thuộc các xã Nánh Nghê và một số tuyến đường liên xã chưa thông tuyến. Giao cho các xóm kiểm tra lại các cái điểm xung yếu mà có nguy cơ sạt lở. Mà tình hình mưa kéo dài là chúng tôi là yêu cầu là huy động, đặc biệt nhất là quan tâm đến nhà và con người. Hộ gia đình mà có nguy cơ sạt lở thì chúng tôi cũng yêu cầu các trưởng xóm. Khi mà xảy ra mưa bão kéo dài, yêu cầu các trưởng xóm là thông báo cho các hộ đó mà nguy cơ đó là trước mắt là tìm những nơi trú ẩn, có các phương án là tìm nơi trú ẩn, trước hết là nhà văn hóa, hai là di rời đến những nhà anh em thân cận mà có cái mặt bằng và có cái nơi trú ẩn tốt. Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc kéo dài, làm thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu và hạ tầng. Trong đó huyện Đà Bắc ảnh hưởng nặng về người và tài sản. Do địa hình nên hầu hết các hộ dân làm nhà ở dưới chân đồi, nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lũ rất cao, nhất là sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày. Hiện nay thì Đà Bắc chúng tôi cũng đã ban hành rất nhiều văn bản và đã họp đến tất cả các xã và đã yêu cầu các xã là trực 100% quân số. Đấy, thì tất cả các ngầm thì đều có cảnh báo và có các cái cảnh giới để người dân kiên quyết không cho người dân qua lại khi ngầm đang dâng lên cao. Và đặc biệt là các cái vị trí sạt trượt thì chúng tôi cũng đã thống kê và yêu cầu di rời tất cả các hộ dân, khoảng hơn 200 hộ dân về các nơi trú ẩn an toàn tại các cái điểm cao như là ủy ban xã hoặc là trường học và cung cấp sơ bộ đầy đủ các cái nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân đảm bảo an toàn trong cái thời gian trong bão này. Dự báo thời gian tới, tình hình mưa bão vẫn khó lường. Vì vậy, cùng với các giải pháp về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, các địa phương trên địa bàn huyện Đà Bắc cần tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống thiên tai, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phòng chống sạt lở đất đá, kiên quyết di rời đối với các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, không chấp hành di rời trong những tình huống cấp bách, tuyên truyền đến người dân cần tuyệt đối không vượt ngầm khi mưa to, nước lớn, để không có thiệt hại đáng tiếc do bất cẩn, chủ quan.